có bạn hỏi là chị ơi tại sao ba mẹ không có hiểu mình rất muốn cho mẹ hiểu ý của mình mà nói hoài cũng không hiểu. Ok, cái đầu tiên tại sao ba mẹ không hiểu các bạn. Có những bạn gửi tin nhắn cho mình là chị em muốn sửa ba mẹ em muốn thay đổi ba mẹ em muốn sửa anh chị em của em, muốn thay đổi bạn bè của em. Cái câu này nó lặp đi lặp lại với mình rất là nhiều lần, mình đã từng mắc cái khuyết điểm tương tự như các bạn và mình luôn suy nghĩ là tại sao gia đình của mình lại khác biệt với mình như vậy. Ví dụ như từ hồi nhỏ mình cũng suy nghĩ là tại sao ba mẹ mình suy nghĩ đơn giản vậy, chỉ muốn ở quê, chỉ muốn sống qua ngày, chỉ muốn hạnh phúc như vậy thôi. Thì khi mà bạn học cái cách chấp nhận được là mỗi người người ta có một cái sứ mệnh riêng, cái cuộc sống riêng, cái lý do riêng á, bạn không có sánh bạn với ba mẹ bạn nữa thì bạn sẽ không muốn thay đổi họ nữa. Bởi vì cái thời gian mà bạn dành để thay đổi ba mẹ của bạn á, bạn mất đi cái khoảng thời gian để sống cuộc đời của mình. Và các bạn cứ tò mò hỏi là tại sao ba mẹ các bạn như vậy. Như biết khi hỏi cái đó nhiều á, mình frustrated lắm, có nghĩa là mình nổi điên lắm, mình kiểu như bực bội lắm, kiểu như mình thương ba má mình mà tại sao ba má mình không hiểu, tại sao ba má mình không hiểu cái tình cảm của mình dành cho gia đình, ví dụ như vậy. Thì Nhi sẽ quay trở lại cái nguồn gốc gốc rễ của cái vấn đề tại sao ba mẹ các bạn như vậy. Hãy suy nghĩ lại, ba mẹ các bạn có phải là từng là cũng là những đứa con nít lớn lên thành người lớn hay không? Đó là cái đầu tiên Nhi hỏi các bạn. Bạn có chấp nhận được ba mẹ bạn đã từng là một đứa con nít hay không? Cái này rất quan trọng nha, tại vì có những bạn người ta không có dám nhận được, người ta đẻ ra tại cái thời điểm đó người ta thấy ba mẹ người ta hai mươi mấy ba chục tuổi và đối với họ đó là người lớn. Bây giờ Nhi hỏi bạn, bạn hai mươi mấy tuổi, bạn 30 tuổi, bạn đang coi cái kênh của Nhi, bạn có tự cảm thấy mình đã đủ là người lớn và đủ là chững chạc hay chưa? Nếu câu trả lời của bạn là chưa thì Nhi khẳng định với bạn là ba mẹ bạn trước kia người ta cũng mông lung như vậy, người ta cũng hoang mang như vậy, người ta cũng không biết là ủa mình người lớn chứ, thậm chí là Nhi nhiều hồi Nhi làm mẹ rồi mà nhiều hồi Nhi còn cảm thấy là ủa mình làm mẹ rồi hả trời, mình thật sự làm mẹ luôn rồi đó hả, mình có đứa con như vậy luôn rồi đó hả. Thì trong mắt bạn á, ba mẹ như là hero, ba mẹ như là một vị thánh thần, ba mẹ như là một người có kỹ năng, có kiến thức, có tất cả mọi thứ và bạn dựa dẫm vô cái năng lượng đó để bạn lớn lên. Nhưng mà khi bạn càng lớn lên bạn càng hiểu cái sự thật là ồ ba mẹ mình không có vĩ đại như mình nghĩ, ba mẹ mình không có xuất chúng như mình nghĩ, ba mẹ mình cũng là những người bình thường thôi. Thì từ cái giây phút đó bạn muốn sửa cho ba mẹ bạn xuất sắc, xuất chúng như là ba má của người ta, như là hero, như là vị thần này, như là ông giám đốc này, như là bà giám đốc nọ, như là những người thành đạt khác. Cái lý do tại sao bạn muốn sửa ba mẹ bạn, cái gốc rễ là bạn nói à bởi vì em thương ba mẹ em muốn ba mẹ em hiểu em cũng muốn ba mẹ hiểu ngược em muốn hiểu ba mẹ em hiểu qua hiểu lại lẫn nhau. Nhưng cái gốc gác của đó đó là cái gì? Đó là sự ích kỷ, là bạn nghĩ là ba mẹ bạn chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, chưa đủ xứng tầm để làm ba má bạn, cho nên bạn muốn thay đổi họ. Thậm chí với cái suy nghĩ bạn muốn bảo vệ họ, bạn chăm sóc họ, bạn làm cho họ giỏi hơn với những người xung quanh, hoặc là để cho bạn có cái nhìn là ba mẹ phải hiểu mình, tức là ba mẹ của bạn và đối với bạn ba mẹ không có đủ tầm để hiểu bạn. Những cái người ngoài đường ví dụ như Nhi hay những cái người khác khi mà nói chuyện với bạn hay quá thì bạn nói trời ước gì mình có ba má như những người như vậy. Đó chính là cái nguồn gốc xuất xứ bắt nguồn từ cái gọi là conflict, có nghĩa là những cái không có thấu hiểu trong gia đình được. Đầu tiên bạn phải chấp nhận được cái điều đó, đó là ba mẹ bạn cũng là con nít lớn lên. Có ai bày ba mẹ bạn làm ba mẹ không? Không. Họ làm ba mẹ bằng cách nào? Họ nhìn ba mẹ của họ. Ba mẹ của họ có kiến thức không? Không. Rồi ba mẹ của họ không có kiến thức, ông bà nội cũng không có kiến thức, ông cố, ông tổ cũng không có kiến thức. Không có ai mở một cái trường nào ra gọi là dạy làm vợ làm chồng, dạy làm ba làm mẹ. Các bạn không tin, các bạn Google đi, trường làm ba làm mẹ, trường làm vợ làm chồng, bạn sẽ không tìm được một cái trường nào như vậy hết. Tất cả mọi người bị đẩy ra khỏi cuộc đời và tự quyết định cái cuộc đời mình, tự cho mình, tự gắn mác lên người là mình là người lớn, bây giờ mình làm vợ, bây giờ mình làm chồng. Nhưng mà sự thật các bạn không có sự chuẩn bị cho cái điều đó thì ba mẹ bạn cũng như vậy. Như nói ở đây để các bạn làm gì? Bây giờ các bạn sẽ có cái sự đồng cảm hơn. Nhất là những bạn mà bây giờ đang đến cái độ tuổi mà sắp kết hôn rồi, sắp làm cha làm mẹ. Tại sao người ta nói là sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ? Bởi vì khi bạn sinh ra bạn mới bỡ ngỡ, bạn mới hiểu được là đẻ nó ra rồi giờ không biết nuôi nó làm sao, không biết dạy nó làm sao. Tại vì bạn cứ nghĩ đâu là đẻ con ra là rất là dễ, như cách ba mẹ bạn đẻ có gì đâu, con gì ba mẹ cứ phải hiểu, nhưng mà không phải, bởi vì họ không có, anh nó gọi là wiring, có nghĩa là bạn giống như cái dây điện với cái cầu chì vậy đó. Có những cái dây bạn phải nối với những cái cầu chì kiểu như thế nào để điện nó phát sáng, bạn không thể chập cái quạt đi vô cái đèn được, đúng không? Thì não của bạn cũng vậy, nó là một cái đường dây điện, là bạn suy nghĩ cái kiểu như vậy nè. Ba mẹ bạn như một cái quạt, bạn là một cái bóng đèn, anh chị của bạn là
có người là cái máy lạnh, có người là cái máy giặt, mỗi người có một cái đường dây điện riêng, không có một cái đường dây điện nào nó giống nhau. Cái đường dây điện ở đây là cái mà Nhi nói là não của bạn nó kết nối với nhau, cái tư duy, cái suy nghĩ của bạn, cái niềm tin của bạn, cái tính cách của bạn, tất cả mọi thứ nó khác nhau hết. Thì giờ bạn hỏi như là chị làm sao để hiểu được ba mẹ, bây giờ sau khi bạn đã nghe chi tiết được, như phân tích như vậy rồi, thì bạn nghĩ được là ba mẹ bạn có hiểu được bạn hay không? Chắc chắn là không, tại vì chính bạn bạn không có thay đổi được đó. Thậm chí bây giờ bạn có con lại cũng y vậy à, mình sẽ không hiểu được con mình. Như nói ví dụ như hồi như còn giỡn với bạn, nhưng mà con Nhi mà là người lớn mà đi ra đường á, mà Nhi mà gặp một đứa phụ nữ mà có cái tính cách như con Nhi á, là bảo đảm là bị Nhi cho ăn chửi liền, là Nhi sẽ không bao giờ làm bạn với những cái đứa con gái như vậy luôn á. Tại sao ông trời nó sắp xếp như vậy, các bạn có hiểu tại sao không? Bạn phải học cái mà ba mẹ bạn có, và ba mẹ bạn phải học cái mà bạn có. Nhưng cái vấn đề là mình không có đủ tỉnh táo, mình không có đủ khôn ngoan, tại vì không có ai dạy cho mình điều đó hết. Như nói ví dụ tại sao Như nói con Nhi và Nhi rất là trái ngược nhau. Bé là một đứa rất là creativity, có nghĩa là bé là một đứa rất là thích sáng tạo, rất là mềm mỏng, rất là dịu dàng. Bé hoàn toàn ngược với Nhi. Nhi là một người rất là cứng rắn, rất là mạnh mẽ, rất là dạng như là bảo vệ, kiểu như là người, các bạn biết là cung đức á, là cái những cái người mà hả rất là vững chãi, họ gọi là grounded, có nghĩa là đứng trên một mặt đất vậy đó. Còn con của Nhi lại là cái cung lửa, thì bé rất là dễ nóng tính. Và khi bé rất dễ nóng tính thì với một người như Nhi, lửa dội vô đất thì các bạn thấy sao, đất không bao giờ cháy hết đúng không? Thì Nhi càng bình tĩnh cỡ nào thì con Nhi nó càng nổi điên dần đó. Nhưng mà nếu những cái ba mẹ khác mà không có hiểu được cái sự khác biệt như vậy, họ sẽ nói là tại sao con mình nó trái tính trái nết với mình như vậy, mình là một người rất là điềm tĩnh, rất là đàm tính, rất là dịu dàng, tại sao con mình nó như một con điên vậy, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi bạn bắt đầu bạn hiểu, bạn nhận thức được là à, con mình nó đẻ ra đây là cái điểm yếu của nó và đây là cái điểm mạnh của nó, là bậc làm cha làm mẹ mình phải có cái tấm lòng bao dung, mình phải có cái tấm lòng vị tha, mình phải có cái sự hiểu biết, mình phải tha thứ cho nó, mình phải chấp nhận nó, và mình không thay đổi nó, nhưng mà mình phải học cách hòa nhập để sống với con của mình. Bằng cách nào? Nạp kiến thức vô trong đầu mình. Cũng tương tự như vậy, cái cách duy nhất để mà bạn thay đổi được ba mẹ bạn, đó chính là cái thành quả của bạn. Và cái thành quả của bạn á, nó đến từ cái việc self awareness, có nghĩa là bạn nhận thức được là mình cần cái gì để mình bắt đầu khá hơn, để mình tốt hơn, để mình thông minh hơn, để mình giỏi giang hơn, để mình vững chãi hơn, để mình người lớn hơn, để mình trưởng thành hơn. Bạn làm hết tất cả những cái này á, ba mẹ bạn người ta sẽ nhìn thấy, và người ta sẽ, từ lúc đó người ta sẽ hiểu. Hành động á, nó cao hơn lời nói. Bạn có cảm thấy là tại sao khi thầy cô mà nó nói trên trường mà nghe mà không hiểu có quá gì hết á, nhưng về nhà khi bạn làm bài tập á, bạn hiểu cái lời giảng đó. Hành động lúc nào nó cũng là cái đỉnh cao của kiến thức hết. Bạn nạp kiến thức vô trong đầu nhưng mà bạn không có hành động thì nó là vô nghĩa. Đó là lý do tại sao ba mẹ bạn không hiểu, bởi vì bạn chỉ nói thôi. Nói nó rất là dễ, nói nó rất là rác rưởi, ai cũng nói được hết, ai cũng bù lô bù la đấy. Mẹ phải làm vậy mới là mẹ tốt, ba phải làm vậy mới là người cha tốt. Tại sao hàng xóm ba họ như vậy? Tại sao người ta hiểu con người ta như vậy? Tại sao người ta chăm sóc? Nhưng mà bạn đã là một đứa con tốt hay chưa? Bạn đã là một người tử tế để mà cho ba mẹ bạn nhìn vô cảm thấy là mình phước phận đẻ được đứa con như vậy, ví dụ như vậy. Bạn phải nhìn cả hai phía, bạn không thể ích kỷ chỉ nhìn là rồi mình ước gì ba mẹ mình hiểu mình. Không có, ông bà nội cũng không hiểu được ba mẹ bạn, ông bà ngoại cũng không hiểu được ba mẹ bạn, và họ cũng sống cả một cuộc đời na ná như bạn vậy đó. Để rồi khi ông bà nội, ông bà ngoại chết đi á, họ bây giờ họ mới được sống ước mơ của họ là sao, trời ơi, hồi xưa tao ước tao được làm ca sĩ mà ông bà nội mà ngoại mà không cho, cho nên bây giờ tao nhất định tao muốn mày làm ca sĩ, ví dụ như vậy. Các bạn nghe thấy quen không? Hồi xưa tao ước mơ tao được làm cô giáo mà ba mẹ tao không cho, đánh đập tao lên chua xuống, nhốt tao ở nhà. Bây giờ hả, ông bà chết đi rồi, giờ tao chỉ còn mày thôi, tao già rồi, tao đâu có bắt đầu cuộc đời tao được học làm cô giáo đi con. Có nghĩa là trong đầu họ, cái ước mơ của họ vẫn còn, nhưng mà họ không sống với ước mơ của họ được thì làm sao họ gửi mượn ở bạn. Đó là lý do tại sao các bạn thấy những cái người trẻ bây giờ người ta rất là khổ tâm với gia đình, bởi vì người ta không hiểu được cái gốc gác của vấn đề. Tiếng Anh nó gọi là trauma. Trauma có nghĩa là những cái hồi ức, những cái ký ức đau khổ mà bạn có, bạn không nhận thức được, nó biến bạn trở thành một tính cách, cho đến khi bạn già, bạn vô hình vô bạn nhét nhồi nhét cái tính cách đó xuống cho con. Nhi sẽ cho các bạn một cái ví dụ, đó là Nhi đã từng mắc cái khuyết điểm đó. Đó là Nhi luôn suy nghĩ là ly dị là cái xấu, mình mà bỏ chồng mình hay là mình mà ly dị một cái á, con mình nó sẽ bị như mình. Tại vì Nhi thấy cái cuộc đời Nhi rất là khổ, và Nhi cứ đổ lỗi là bởi vì ba mẹ mình ly dị mình mới khổ. Tức là Nhi luôn cảm thấy Nhi là cái đứa trẻ tội lỗi của cái chuyện kết hôn của ba mẹ Nhi. Tại vì rõ ràng là họ không yêu thương nhau, rõ ràng là
mẹ Nhi ngoại tình đi với người khác, rõ ràng ba Nhi rất là khổ, vật lộn với cái chuyện cảm xúc lúc đó rồi cưới lại vợ mới. Những cái điều đó mình nhìn thấy, mình chứng kiến, mình lớn lên và mình cảm thấy ly hôn là một cái gì đó ác mộng, ly hôn là một cái gì đó mà làm cho con cái mình khổ, chính là Nhi. Các bạn hiểu không? Và khi Nhi đem cái hình mẫu đó Nhi bỏ vô con Nhi, vô hình dung Nhi đem cái trauma, tức là những cái hồi ức, những ký ức đau buồn của Nhi nhét vô đầu con Nhi. Nhưng mà nó không đúng. Con Nhi nó đang ở cái thế kỷ 2016-2017, lúc đó Nhi mới đẻ nó. Nó có được cái nền giáo dục tốt nhất ở sinh, và quan trọng nhất nó có một thứ mà Nhi không có ngày xưa, đó là nó có mẹ. Nhi không có mẹ chăm sóc lúc đó. Và nó quan trọng nữa, nó có một người mẹ rất là yêu thương nó, chăm sóc nó và hằng ngày nạp kiến thức vô trong đầu để trở thành một người mẹ tốt hơn. Các bạn có thấy cái sự ảnh hưởng không? Khi mà bạn phải bỏ đi cái trauma, những cái ký ức mà nó không có thuộc về hiện tại, để mà chấp nhận được là à, và không có ai bày Nhi làm mẹ hết. Nếu các bạn hỏi Nhi, không có ai bày Nhi làm mẹ hết. Mình lớn lên mình không có một người mẹ, mình sẽ lại thôi thúc mình đi ra ngoài kia để mình kiếm cái hình mẫu một người mẹ như thế nào mới là một người mẹ. Sau khi tìm kiếm, sau khi học hỏi thì Nhi mới biết được là à, cái người gọi là cha là mẹ đúng nhất đó là những cái người có self awareness, có nghĩa là họ nhận thức được bản thân của họ, để họ biết được là mình khác với con của mình, và mình không được phép ép con của mình. Mình chỉ có thể nè ủng hộ nó, dẫn dắt nó, cho nó kiến thức như nó cần, đỡ nó lên khi nó ngã xuống, đỡ nó lên khi nó ngã xuống. Các bạn nhớ câu này nè, chứ không phải là cưng chiều nó. Đỡ nó lên khi nó ngã có nghĩa là sao? Khi mà đời dập nó tan nát, khi mà những cái thứ thất bại ngoài đường, yêu thương thất bại, làm ăn thất bại, tất cả những cái thứ đó, các bạn về nhà ba mẹ bạn nói gì, đáng đời mày, tao đã nói mày rồi, mày đừng có làm, thì đó là cái lúc mà ba mẹ mà thực sự những người như mình á, sẽ làm cái chuyện khác. Không sao đâu con, mình bắt đầu lại từ đầu thôi, không có sao hết. Tại vì cuộc đời của mẹ cũng vậy, mẹ cũng thất bại ở cái chỗ này, nhưng mà cái quan trọng nhất là đứng lên. Mẹ không có ngại để mà buồn với con thêm một tuần, hai tuần, một tháng. Mẹ sẽ ở với con, mẹ sẽ khóc với con, mẹ sẽ ôm với con. Mẹ hiểu cái cảm giác đó, tại vì mẹ đã từng trải qua cái cảm giác đó. Nhưng mà con phải tin vô một điều, đó là khi mà con đứng lên lại được, mẹ sẽ luôn ở bên con để mà mẹ dắt con, để mà con đứng lên trên đó lại. Em đã, tất cả mọi người đã có bao giờ suy nghĩ là ước mong ba mẹ mình chỉ nói với mình cái câu đó lúc mà mình gục ngã hay chưa? Thì đó chính là những cái á, mà ba mẹ mình không làm được á. Thì bây giờ các bạn thay vì đổ lỗi oán trách, nói là ờ tại sao ba mẹ em như thế này thế nọ thế lọ thế chai, thì bạn hãy tập làm một cái người lớn tử tế, chứng minh cho ba mẹ bạn thấy được là không sao hết. Nếu bây giờ ba mẹ mình không thể nào làm ba mẹ tốt, thì mình hãy là một đứa con tốt. Mình hãy là một đứa con tốt, rồi sau này mình hãy là một người vợ tốt, một người cha tốt, một người chồng tốt, một người phụ nữ, một người đàn ông, những cái người mà gọi là có cái chỗ đứng trong xã hội. Bạn bận gì mà bạn đi sửa một cái gì đó nó đã không có thể nào sửa được, nó gọi là cổ lỗ sĩ rồi. Bạn không sửa được, bạn không thể sửa ai khi người ta không mở lòng hết. Em tin vô sự lương thiện, lòng trắc ẩn, nhưng thứ mình đang trải qua để trả bài cho cuộc đời như cô giáo. Tin có một người tạo ra cái vũ trụ này cho mình trải nghiệm được không cô giáo? Không có vũ trụ, em là một phần của vũ trụ, vậy đó từng chia sẻ rồi. Giờ chị hỏi em nè, cái sợi lông trên người của em á, nó có phải là em không? Và em có phải là cái sợi lông đó không? Nó cũng tương tự với cái câu là cái vũ trụ nó là ở trong em, và em chính là cái vũ trụ. Em hiểu tại sao không? Tại vì cái sợi lông trên người em á, em cũng cần nó để nó tuyết mồ hôi cho em. Nó cũng từ cái cơ thể của em, thì nó cũng là một phần của đúng không? Nhưng mà em có là cái sợi lông đó không? Em cũng là cái sợi lông đó đó. Tại vì em là người mà làm cho cái sợi lông đó nó có hữu ích. Chứ nếu không thì cái sợi lông nó chẳng vô nghĩa gì hết. Ngày mai em chết cái sợi lông đó nó cũng tan thành cát bụi. Em hiểu ý chị chưa? Tức là cái sự vận hành của vũ trụ và tất cả mọi người trên thế giới này nó liên quan với nhau. Nên chị đã từng nói rồi, nước, cá, chim, chóc, kiến, cây, cối, tất cả mọi thứ và con người đều là những cái thứ nó liên quan đến nhau hết. Em cần rau ríu để em ăn đúng không? Em cần cá, em cần thịt, em cần đồ để em ăn đúng không? Giờ không có mấy cái thứ đó hết, em cũng đâu có sống được. Nhưng mà nếu không có em, mấy con đó nó cũng đâu có ăn lại được. Em có biết là xác chết là khi em chết là mấy cái con trùng khác nó ăn em lại không? Đơn giản như vậy thôi. Tức là cái thế giới này nó là một cái vòng như vậy đó. Mình là một phần của vũ trụ và vũ trụ chính là mình. Nếu ai là lần đầu coi livestream của Nhi hoặc là những cái người mới trong cái YouTube của Nhi thì nhớ like, share, subscribe, chia sẻ với những cái người mà các bạn nghĩ là người ta sẽ cần những cái kiến thức này.